Là người uy tín của xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, ông Giàng A Chảo ở thôn Nà Nội luôn được người dân trong thôn trong xã quý trọng, bởi ông Chảo luôn quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Ông cũng tập trung tuyên truyền vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Từ khi trên địa bàn xã triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ông Chảo thường xuyên vận động người dân tích cực chuyển đổi cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, không cho con cái lấy vợ lấy chồng sớm, hôn nhân cận huyết thống. Vai trò của một người yêu tín thì tôi hãy vận động bà con làm đường này, giúp đỡ bà con nhà này, mình cũng giúp đỡ được bà con rất nhiều cái vận động cho bà con cảm thấy cũng như là vì chăn nuôi này, vì trẻ em đi học này, thì nếu không cho bà con tương truyền cho bà con là không cho đi lấy vợ lấy chồng sớm. Thì chúng tôi đánh giá rất là cao về cái vai trò trách nhiệm của các hội người uy tín và vai trò của các đồng chí người uy tín. Thứ nhất là giúp cho chính quyền địa phương chúng ta tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng nhà nước và dưới cái phong tục tập quán của người dân tộc của chúng tôi địa phương. Thứ hai là địa phương cũng đang từng bước triển khai các chương trình, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia và làm đường xã. Thì vai trò của các đồng chí trong quá trình tuyên truyền vận động bà con trong quá trình hiến đất làm đường. Huyện Văn Chấn có 211 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp huyện Văn Chấn với người dân. Những năm qua, đội ngũ người có uy tín ở Văn Chấn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước thôn bản, xây dựng bản làng gia đình hạnh phúc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao cảnh giác, đấu tranh trước mọi âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Để các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện được triển khai có hiệu quả, cấp ủy chính quyền các cấp ở huyện Văn Chấn đã phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu và nắm bắt được sự quan tâm đầu tư của trung ương, của tỉnh. Từ đó kết hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội được triển khai trên địa bàn huyện Văn Chấn đã mang lại hiệu quả thiết thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn được thay da đổi thịt bằng những con đường ý Đảng lòng dân, những công trình công cộng phúc lợi được xây dựng khang trang kiên cố, đồng bào không còn thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư xây dựng những mô hình kinh tế có hiệu quả cao từ trồng rừng, chăn nuôi. Qua đó đã tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và chung sức xây dựng nông thôn mới. Đối với người có uy tín ở trong cộng đồng thì phòng dân tộc cũng rất là quan tâm, cũng như là cũng triển khai nhiều cái nội dung là tập huấn cho các cụ, cho các bác người có uy tín, thì các bác trong cái tập huấn các bác về là cũng triển khai đến với địa phương, là cũng tuyên truyền với bà con là làm sao là coi như phát triển cái kinh tế của trong cái thôn đấy đã, để xong là đến vùng đồng bào trong cái xã, xong là đến cộng đồng, thì người có uy tín là có vai trò rất lớn. Đấy, cũng như là tuyên truyền cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước là rất là hài hòa và phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy chính quyền của thôn bản để hoàn thành cái chức năng nhiệm vụ cũng như là cái vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Ông Hoàng Văn On được bà con trong thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên tín nhiệm bầu làm người uy tín của thôn từ năm 2019. Với vai trò trách nhiệm của mình, ông On đã cùng với cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc trong thôn thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tận dụng sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để phát triển sản xuất chăn nuôi, góp sức để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, từ một thôn khó khăn, đến nay đời sống của người dân thôn Bản Tát đã được nâng lên. Con đường đất vào thôn cũng được bê tông sạch sẽ, giúp bà con đi lại thuận lợi, giao thương hàng hóa dễ dàng. Đặc biệt thì cái này thì được cái lợi thế cho các cháu đi học hàng ngày, hàng tuần đi chợ đi trở về thì rất thuận lợi. Ngày xưa thì toàn vụt sâu thôi, đấy, ủ trâu, ủ voi thôi, đấy, rất khó khăn cho bà con. Đến bây giờ thì hình như nhà nào cũng thấy phấn khởi. Chúng tôi có quan tâm đến cái công tác tuyên truyền và những người có uy tín như ông bà già làng, trưởng bản trên địa bàn
xã của nói chung và của từng thôn nói riêng. Đặc biệt là các ông, các bà là người có uy tín trên địa bàn thôn thì làm tốt công tác tuyên truyền tới hộ dân để các hộ dân cũng như là gia đình, dòng họ để tích cực tốt cái công tác phát triển xóa đói giảm nghèo. Hiện nay huyện Văn Yên có 120 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đội ngũ người có uy tín huyện Văn Yên đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để tuyên truyền, đồng thời thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình cuộc sống của người dân để tham mưu cho cấp trên tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện. Tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đảm bảo các chương trình dự án được triển khai mang lại hiệu quả cho người dân. Nhiều năm nay, các chương trình dự án được đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã làm thay đổi cơ bản mọi mặt về đời sống văn hóa xã hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Đến nay, tất cả các xã đều có đường ô tô đến trung tâm xã, 96% dân số được sử dụng điện lưới quốc gia, 88% đồng bào dân tộc thiểu số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã có nhà văn hóa và trạm y tế. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ở huyện Văn Chấn được nâng lên. Đồng bào luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương. Người uy tín về với địa phương cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân để nắm và hiểu được về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình đem lại và vận động người dân, người thân, cộng đồng để tham gia nhiệt tình ủng hộ và đã hiến hàng nghìn mét vuông đất và các tài sản gắn liền với đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác. Những năm qua, từ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện cho đội ngũ người có uy tín phát huy tốt vai trò là những hạt nhân gương sáng tích cực phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động bà con sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước, của tỉnh thông qua các chương trình dự án được đầu tư để phát triển kinh tế gia đình, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc, phục vụ phát triển du lịch tại địa phương để góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Công tác bảo tồn văn hóa phi vật thể đối với xã Nghĩa Sơn thì rất là quan trọng, bởi vì là lâu nay thì không được chú ý, nhưng mà mấy năm gần đây Đảng, Nhà nước quan tâm và đặc biệt là ngành chức năng, nhất là phòng văn hóa thông tin đã quan tâm giúp đỡ xã Nghĩa Sơn tổ chức phục được lễ hội cầu mùa xã Nghĩa Sơn. Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn là những người có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng tích cực đối với cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ ở địa phương. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, người có uy tín tỉnh Yên Bái luôn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, đồng thời làm tốt vai trò động viên con cháu cộng đồng tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm bán ra thị trường, phát triển chăn nuôi đàn gia súc gia cầm, trồng rừng. Nhiều mô hình phát triển kinh tế của người có uy tín đã trở thành những mô hình điểm để người dân đến học tập và làm theo. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế hộ gia đình, bản thân người có uy tín luôn quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân địa phương phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến với người dân, giúp người dân ở vùng đặc biệt khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hết năm 2023, Yên Bái đã kiên cố được 1.780 km đường giao thông nông thôn. Riêng năm 2023 kiên cố được 620 km đường, hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho gần 1.600 hộ nghèo, cận nghèo. 90% số hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 3,7%, riêng huyện Trạm Tấu giảm 6,9% và huyện Mù Căng Chải giảm 9,8%. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có 106 xã nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có nhiều xã vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy hiệu quả. Đời sống vật chất tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những thành quả phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Yên Bái đã đạt được thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra.
vai trò của người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thời gian vừa qua trên các lĩnh vực thì có thể đánh giá là rất là quan trọng. Thứ nhất là về trong công tác tuyên truyền vận động gia đình, người thân, dòng họ cũng như là cộng đồng ở vùng đồng bào nơi người uy tín sinh sống là thực hiện cái chủ trương đường lối của Đảng. Cái thứ hai là về phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào xóa đói giảm nghèo của đồng bào dân tộc thời gian vừa qua cũng rất là tích cực, trong đó có vai trò của người uy tín. Bên cạnh đó là về an ninh vùng đồng bào dân tộc cũng như tình hình dân tộc tôn giáo cũng được người uy tín tuyên truyền vận động để người dân nghe theo và làm theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa trong thời gian qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã khẳng định vai trò nòng cốt trên những lĩnh vực của đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối vững chắc của ý Đảng lòng dân. Với những hoạt động tích cực của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của từng vùng, từng dân tộc để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái.